Xin chào quý vị các bạn, hôm nay tôi thử cái máy giặt Panasonic này nhé, loại 9 kg nhé, Inventor nhé. Hiện tượng bành của nó như thế này, báo lỗi U12 nhé. Bây giờ chúng ta thử gặm điện và chúng ta thử bóp bấm nguồn lên này. Rồi, chúng ta bật vào chế độ vắt này. Đây đang vắt đây các bạn nhé, đấy nghe chở kéo rồi đấy. Bây giờ chúng ta bấm khởi động này. Để xem thì nó báo lỗi như thế nào. U12, đây các bạn thấy đấy, U12. Đây là cái bành lỗi thông thường, thường cái Panasonic hay gặp các bạn nhé. Thường là đấy, nó báo U12. Hiện tượng của nó là như vậy là vì công tắc từ nhé. Đấy, thì các bạn đây nhá, bây giờ chúng ta để tháo ra nhé. Bây giờ tắt đi, tắt luôn này. Rút tiền để chúng ta tháo ra. Đây. Lật ngược nhé. Đây nhá, công tắc từ của nó là nằm ở đây các bạn nhé. Đây đây đây, ở bên đây. Đây, chúng ta thể khở ra nhá. Chúng ta khở ra. Đây nhá, chúng ta thể khở ra nhá. Đây các bạn nhé, đây là công tắc từ của nó nhé. Đây nó có 4 con, tức là nó cái công tắc từ này này là nó có chỉ số từ đây là 1 này, đây là 4 này, đến 4 thì nó đây đây, tôi kéo ra trở không có rồi không phải. Đây trên 1 đây này, trên 4 đây này, còn ở đằng sau thì nó có các màu nhá. Trên 1 là màu vàng nhá. Đây của nó là 4 con, đây là 2 con IC này, 2 con IC của công tắc từ này. Đây là 2 cái bóng này, thì nói chung cụ thể như vậy. Còn cái này là chân nguồn của nó, tôi về đây này, tôi về đây. Vàng là nguồn 5V nhé, thì cái CC của cái công tắc từ nhé. Còn bột nhé, còn đổ út hai và trắng là đất nhé, mát nhé. Thì của cái này là khi nào không chưa đóng cửa thì đang hở cửa thì cái này 5V này, cái này có 5V này. Còn khi nào đóng cửa thì cái nguồn này trong một hai chân này có 5V này. Hiện tượng là như vậy thì nó đóng cho toàn bộ cái này. Nếu không ấy thì chúng ta sẽ tiến hành đây công tắc từ này. Nó có mới con IC này là 402 403 là tăng công năng công suất từ này. Đấy thì bây giờ để chúng ta hiện tượng như thế thì chúng ta sẽ bị báo lỗi U12, thì chứng tỏ một khi đóng hai chân này, một trong hai chân này không có 5V, cho nên hiện tượng như vậy chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta sẽ đấu tắt trong ba chân này lại với nhau này thì nó sẽ chạy được bình thường này, không báo lỗi 12 này. Chúng ta đừng hàn chân này nhé, đừng hàn chân này nhé, tức là ba chân này hàn lại với nhau, vàng xám đỏ, đây vàng xám đỏ, đây đây đây, phải từ chân ta hàn từ chân 1 2 3 nhé, ta xám vàng xám đỏ đây ba chân, còn lưa là hai một chân mát thì chúng ta để vậy, thì chúng ta phải lắp vào để cho nó khi nào hàn thì chúng ta phải lắp vào nhé, chúng ta để bên ngoài như thế này là không được nhé, bởi vì nó cảm ứng từ nhé, đây là công tắc từ mà. Thì chúng ta sẽ tiến hành hàn. Đấy, các bạn thấy cái sơ đồ này thì các bạn hôm sau để mà làm. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm nhé.
Rồi, chúng ta đã đấu tách ba cái này lại với nhau nhé. 1 2 3 nhé. Đây đây chúng ta đấu bằng thời dây nhé. Đấu tách nhé. Và chúng ta ghép lại nhé. Phản việc lại. Đây, chúng ta tiến hành phẩy vào nhé, lắp vào nhé. Lắp vào đúng chỗ nhé. Chúng ta lắp vào và vặn vào. Rồi, chúng ta đã lắp xong các bạn nhé. Lắp xong rồi đấy nhé. Và cái này các bạn chú ý này, kéo gãy cái công tắc cửa này. Nhiều khi các bạn bể lợi để gãy cái này này. Bởi vì là nhiều người bị gãy cái này thì cho nên hàn vào khó lắm nhé. Bây giờ chúng ta sẽ úp lại. Bây giờ chúng ta tiến hành thử nhé. Thử xem thử như thế nào nhé. Ở đây có thử có chạy được nhé. Chúng ta bấm. Rồi. Bây giờ chúng ta bấm vắt này. Rồi. Chúng ta bấm khởi động này. Rồi. Để xem thử cụ thể nó chạy như thế nào. Rồi đấy. Nó đã khởi động các bạn. Để cho nó đạt đến tốc độ có thể xem như thế nào. Có thể đủ đạt đến tốc độ nhanh là được. Rồi đấy. Nó bắt đầu liên tục lên tăng tốc đấy. Đấy, nó đã hoạt động tốt các bạn nhé. Nó bắt đầu chạy nhé. Nó không báo lỗi U12 này nhé. Đây, nó là tăng tốc nhanh nhé, đủ. Như vậy là ok nhé. Cành à. Đấy, đã hoạt động tốt lại bình thường. Thôi, cảm ơn quý vị các bạn đã xem nhé. Nút like, subscribe. Xin chào mọi người nhé.